tiếp tục lên cho các bác một em được cái nữa, đỏ tuyền luôn, 68 ngày 6,4 này, lông lá phu luôn mặt này, đẹp trai chưa, chân tay to, quay lưng chưa nào, đấy, đấy, dài chưa, vuốt đây nào, ui giời, đấy, rất dài nha các bác nhá, nào, quay đường kia xem, này, mặt mũi này, đẹp trai chưa, ăn khỏe lắm các bạn, con này thì có một chút đốm lưỡi nhá, đấy, đốm ở mép mép bên trà theo màn hình này, mép bên 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 tay tay phải nhá, đấy, bên trong nhá, đỏ tuyền nhá, không có sợi trắng luôn. Lông lá thì phun luôn. Đấy các bác nhá. Đây là con số 2. Còn con kia là con số 1. Nào, đây đây chứ. Này, thấy chưa? Lông này, các bác nhìn thấy chưa? Đúng chưa? Đấy. Đấy, các bác xem nhá.